Hello, mình xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì đi với người anh em lên trên chỗ khu vực đền Trần. Đó, thì ở đây thì cũng được xây dựng rất là rộng lớn rồi anh em ạ. Đấy, anh em mình đi bằng xe Winner X. Đó, Winner X thì xin thưa với anh em là chạy nó cũng khá là ok. Đó thì sẽ có rất là nhiều anh em đi phượt bằng Exciter, đi phượt bằng xe tay ga, đi phượt bằng Coupe, đi phượt bằng một số dòng khác. Nhưng Winner X thì sẽ cho một cái cảm giác nó đầm chắc, lái nó rất là vững. Đó thì mình vừa đi với người anh em này, thì người anh em này nặng 70 cân. Đấy, 70 cân, nhưng mà người anh em này cảm giác là nó có gì đó, cái giảm sóc của nó đầm chắc và có độ êm hơn Exciter. Khi anh em chạy Exciter thì nó sẽ có một cái cảm giác là nó bồng bềnh và mình thấy là nó không an toàn. Đó, nó sẽ không an toàn. Còn trước kia thì cũng chạy Exciter rất là nhiều rồi, rất là lâu rồi. Thì cũng chia sẻ anh em là như thế. Tí nữa thì có mấy anh em vừa lại hẹn thì bảo lên đây chơi mà trời thì chắc cũng đang khá là bắt đầu mưa. Đấy thì rất nhiều anh em ở dưới khu vực dưới huyện bảo là lên đây và không biết tí nữa có lên không. Đấy thì cũng chia sẻ anh em là ở chỗ này ấy, thì cũng ở đây thì họ xây dựng cái đền Trần rồi. Thì ở trên này khá là rộng và cái dự án ở đây thì thực sự là nó sẽ rất là lớn. Lâu lắm rồi mình không có thời gian lên đây, nhưng mà lên đây thì có một cái sân chơi của người thành phố. Đó thì sẽ rất là nhiều anh em ở trên thành phố có lẽ là sẽ tới đây chơi, nhưng mà mình thì cũng khá lâu rồi, cũng mải miết đi lái xe chỗ nọ chỗ kia để mà không có thời gian đi xe máy. Thì mình cũng định bán đi một con xe, thì trước thì cũng khá là đắn đo về bán con xe Winner hoặc là bán con xe Exciter. Thì bây giờ thì có lẽ là sẽ bán Exciter vì cái khả năng vận hành nó không thể ổn định bằng Winner X được. Đó thì anh em có thể thấy là một chiếc xe Winner X với một cái giảm sóc trước nó khá là chắc đấy, và những cái ở đời trước tiền nhiệm còn có lỗi thì hiện tại thì cái dòng xe V2 và V3 đã được cải tiến, mà con xe V3 thì mình có một số cái cải tiến nó tốt hơn, nhưng mình thấy là một số cái phần đuôi của Honda Winner V3 nó sẽ không được tốt như trên con xe Winner V2. Đấy, thì những anh em nào mà có cái đôi mắt thẩm mỹ thì nó sẽ khác nhau. Nhưng mà với bản thân mình thì cái chiếc Winner V3 cái đuôi nó kém phần mạnh mẽ hơn Winner V2. Đấy, thì mình thấy là những anh em nào mà chơi con xe Winner V2 thì nó sẽ giảm giá thì được khá là nhiều, khá là nhiều. Đó thì nhiều anh em rất thích là chạy con Winner V3, nhưng mà thực tế thì mình đi khá là lâu rồi thì cũng thấy là nó chả khác gì nhiều, nó chỉ khác một chút về công nghệ, khác một chút về phần cải tiến thôi, có smart key và một số thứ khác. Hôm nay thì cũng đi với người anh em, với người anh em kia là một người bạn thân. Đó, bạn thân 20 năm rồi anh em ạ, rất là lâu rồi, rất lâu rồi. Thì anh em lên phố giải ngố, lên phố giải ngố. Thì con xe Winner này thì là phiên bản cao cấp, phiên bản HLC. Đấy anh em ạ, phiên bản HLC thì rất là nhiều anh em có chạy thì cũng cho cái cảm giác là nó chắc chắn, là nó sẽ có cái cảm giác nó khác Exciter một chút. Exciter thì anh em chạy trên những cái cung đường bằng phẳng, nó khá là feel. Đấy, thì được cái nữa là cái hệ thống phanh an toàn ABS này, thì sau một quá trình trải nghiệm khá là kỹ thì mình thấy là cái hệ thống phanh an toàn ABS này khá là ổn, khá là ok. Khi mà anh em vận hành trên một cái cung đường nó đâu đó nó xa xôi, một cái cung đường nó dốc đèo, hoặc là một cái cung đường nó giàn sóc, thì mình thấy là cái hành trình phù hợp của Winner X nó rất là tốt và cái hệ thống an toàn rất là tuyệt vời, rất cần thiết cho anh em khi mà trải nghiệm trên cái cung đường nó khó khăn, hoặc là những cái cung đường mà anh em chạy những cái tour cao, cả cái tốc độ cao, thì nó sẽ rất là cần thiết với một con xe với vận tốc mà anh em hay phóng nhanh. Còn những anh em vượt ẩu thì
Nói chung là bố ABS hoặc là cụ ABS cũng không thể cứu được đâu ạ. Đấy thì hôm nay cũng chia sẻ anh em là ở trên này dự án về cái khu vực đền Trần này đã cơ bản hoàn thành. Ngoài kia có mấy cái hồ rất là to. Đấy, hôm nay chia sẻ anh em là đi phượt bằng WinX cũng có những cái khá là hay, khá là thú vị. Với một con xe khá là mềm, giá tiền anh em có thể sở hữu chiếc Winner V2. Và mình thì sẽ thiên về cái con xe có độ an toàn cao hơn. Đó là anh em nên mua cái bản ABS thì sẽ an toàn hơn về khả năng vận hành. Và cái dàn chân của Winner thật sự rất là tốt. Anh em mua được con xe Winner thì khá là yên tâm. Ở cái phần yên của Winner V2 cũng đã được cải tiến khá là nhiều rồi, nên ngồi cũng tạm ổn. Mình không thấy là nó ê mỏi gì mấy nữa. Và hôm nay thì cũng chia sẻ anh em. Đây cũng đi với anh em cùng quê, nhưng mà bạn ấy khác mình một chút, béo hơn một chút. Béo tốt hơn tí. Đấy thì nhiều thịt hơn anh em ạ. Còn tiền thì không biết, là tiền mình rất là nhiều. Tiền lẻ nhiều hơn, nhưng mà tiền chẵn thì không bằng. Nhưng mà xe thì vẫn có. Nói chung là cũng vì đam mê, cũng chia sẻ đến anh em rất là nhiều điều, gọi là mình biết được cái gì mình chia sẻ cái đấy. Thì cũng rất vui được chia sẻ đến anh em. Và video clip này mình xin dừng tại đây nhé. Xin chào tất cả anh em.